Hai mọi người, lại là tôi đây. Chiều nay chúng ta sẽ ăn món bánh tằm xíu mại mọi người, vô phi sữa đá mọi người. Bánh tằm thịt xíu mại mọi người, đi phi sữa đá. Đổ mọi người. Mà mua vô ăn bên tầm xi mại, cái xi mại bên tầm như thật giá dưa leo như chôn nha, củ cải trắng, đậu phộng vô thơm, không biết có nước cốt dừa không, cầm thêm nước cốt dừa lên thôi. Ớt cay cay. Này nhà không có nước cốt dừa luôn mà. Có mệt thì sao? Xíu mại ngon mà đó. Này hơi ít đá mà. Từ sớm ngon mọi người, bên tầm ngon, bên tầm xíu mại ngon, thì tôi đá vô đúng rồi, thì đá vô. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một bữa chiều thật là ngon miệng, ngày công ngày thật là vui vẻ, bye mọi người.